Bị Tố dao kéo lệch cả mũi, Tường Vi lập tức sửa sai diện mạo mới không ai nhận ra. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy diện mạo hiện tại của Tường Vi. Sau một thời gian dài chịu áp lực từ việc dao kéo hỏng, khiến mũi bị biến dạng, thì mới đây Tường Vi đã khiến cộng đồng mạng phải dậy sóng với diện mạo hiện tại của mình. Tường Vi đăng tải hình ảnh mới nhất của mình trên trang cá nhân và nhanh chóng nhận được sự chú ý từ phía khán giả. Nữ diễn viên trang điểm đậm đầy cuốn hút cùng son môi màu cam, đánh giày chuẩn xu hướng, eyeliner sắc nét, cùng thần thái tự tin, đặc biệt chiếc mũi của người đẹp cao hơn, cánh mũi hẹp, đầu mũi nhỏ hơn trước. Bên dưới phần bình luận, nhiều người không khỏi suýt xoa khen ngợi nhan sắc hiện tại của Tường Vi. Bên cạnh đó, có người cũng tinh ý phát hiện ra người đẹp đã làm lại mũi, có vẻ sau lần phẫu thuật hỏng, Tường Vi đã quyết tâm sửa sai để lên đời nhan sắc một lần nữa. Cận cảnh chiếc mũi hiện tại của Tường Vi. Lần này chiếc mũi của người đẹp đã hài hòa với gương mặt, khiến cho dung nhan của cô nàng cũng lên sắc hơn hẳn. Nhờ có mũi mới mà Tường Vi cũng tự tin chụp ảnh cận mặt hơn hẳn. Đầu mũi không còn lệch hẳn sang một bên nữa. Chiếc mũi xiên vẹo bất thường vì dao kéo hỏng của Tường Vi, dù đã trang điểm kỹ càng nhưng chiếc mũi của cô vẫn lộ dấu hiệu không hài hòa. So với hình ảnh trước kia đúng là một trời một vực.